tiếp theo tập trước thu hàn yên cầm thanh kiếm lên rồi nói cha nhiều năm như vậy trôi qua rồi con gái cuối cùng cũng đã tìm thấy được di vật của người rồi mặc dù là chuyện tốt nhưng lần này quay về đạo kiếm cung e rằng sẽ gây ra bất chắc không nhỏ rồi ở trên bong thuyền la chính hỏi đồng bọn cho nên hoa bắc huynh cuối cùng cho thành chủ hai suất lại hoa bắc xác nhận không sai dù sao ông ấy cũng là thành chủ ngoại trừ nhóm người chúng ta ra cuối cùng vẫn còn một suất ta đã cho người trong tộc rồi lạc tích huyên bên này cảm thán phi thuyền lớn như vậy hoa văn ở trên tấm bạt này cũng rất hiếm gặp lại hoa bắc giải thích là cô nương hoa văn này là do chất liệu gỗ thiên nhiên tạo thành gây ra hiệu quả ngưng thần tịnh tâm cho người đồ của đạo kiếm cung đều coi trọng nói ra thì ta càng mong chờ hơn sau đó lại hoa bắc dẫn đoàn người đến ra mắt thu hàn yên thu học cung đại nhân mười người chúng ta đã đến đông đủ rồi thu hàn yên vui vẻ đáp được khởi hành thôi thế là thuộc hạ cung kính nghe lời vâng một canh giờ sau phi thuyền đang bay qua sa mạc la chính cảm thán phi thuyền cách thiên dung thành xa như vậy lại vẫn là sa mạc con sông trước đây tà thần đi kéo dài ra mấy trăm dặm cũng đã hòa vào trong sa mạc có lẽ hắn cũng đã gặp phải đại thực hoa yêu trước đây nhưng mà kỳ linh địa trong cơ thể của mình không có phản ứng có lẽ hắn cũng không gặp nguy hiểm gì thu hàn yên nói với la chính dù sao cả thiên đô châu này cũng là sa mạc la chính nghe xong liền quay lại cung kính nói thu học cung đại nhân cô nói là cá thiên đô châu sao thu hàn yên xác nhận không sai ngươi nhìn đi ở đây là sa mạc hạn hòa bên đó là sa mạc lạc nhật bên kia La Chính thắc mắc, môi trường của Thiên Đô Châu ác liệt như vậy, Thu Hàn Yên hỏi lại, nếu không thì sao? Nơi này chỉ có cát, nếu không ai mà từ bỏ châu này được. La Chính thầm nghĩ, Trả trách Thiên Đô Châu không có thế lực lớn nắm giữ. Thu Hàn Yên lại hỏi, ngươi không phải là người của Thiên Đô Châu đúng không? La Chính thầm nghĩ, câu hỏi này cuối cùng cũng đến rồi, may mà sớm đã bịa ra được một câu chuyện, sau đó trả lời, ta quả thật là không phải. Thu Hàn Yên ừ một tiếng, La Chính thầm nghĩ, không dự định tiếp tục hỏi sao, sau đó nhìn vào một tòa thành bỏ hoang ở phía dưới và nói, đó là một tòa thành trì thành xa dân những xa dân này thực sự có quốc gia của riêng mình à thu hàn yên ngạc nhiên hỏi lại quốc gia của xa dân đó đương nhiên không phải quốc gia của xa dân đó là quốc gia của đại thực yêu hoa ngươi nhìn đi la chính cũng ngẩn người nhiều đại thực yêu hoa thật hơn nữa thể hình sao có thể khổng lồ như vậy thu hàn yên lại nói xem là khổng lồ à ngươi nhìn tiếp đi cái này còn lớn hơn gấp trăm lần so với những cái vừa này đó là vua của đại thực yêu hoa nó đã bước vào thập ngũ trọng thiên của bỉ ngạn rồi cả xa quốc này đều là địa bàn của nó hay nói đúng hơn nó mới là chúa tể của thiên đô châu la chính kinh ngạc cảm thán một cái cây mà có thể bước vào bỉ ngạn cảnh còn có thể phát triển đến mức như vậy thu hàn yên lại nói trong thế giới này còn có nhiều chuyện ly kỳ hơn nữa la chính thắc mắc như nhiều đại thực yêu hoa như vậy chúng nó lấy gì làm thức ăn thu hàn yêu giải thích thức ăn của chúng chính là bản thân xa dân la chính hỏi tiếp tại sao đám xa dân này không bỏ trốn thu hàn yên đáp lại chạy trốn kiểu gì ở trong thế giới mẹ nhân tộc thuần túy chỉ giới hạn trong mấy thế lực lớn mà hung thú yêu vật và những chủng tộc khác hình thành mới là chủ lưu linh trí của đại thực yêu hoa rất cao bọn nó dùng một chế độ đặc biệt nuôi dưỡng xa dân khiến cho một phần xa dân có thể lấy được lợi ích trong đó nhưng xa dân càng nhiều sẽ chịu cảm dỗ đem bản thân hiến tế vào trong đại thực yêu hoa la chính thẩm mỹ ma địch trước đây chính là một trong số giành được lợi ích từ đại thực yêu hoa thu hàn yên nói tiếp trên lịch sử đạo kiếm cung cũng đã từng phái người đi tiêu diệt những loại đại thực yêu hoa này nhưng mà tốc độ sinh sôi nảy nở của bọn nó cực kỳ nhanh gió xuân thổi lại sinh ra khó mà diệt tận gốc cộng thêm xa dân chịu cảm dỗ mỗi lần đạo kiếm cung ra tay những xa dân kia sẽ công kích ngăn cản chúng ta cuối cùng chúng ta chỉ có thể từ bỏ để mặc cho đại thực yêu hoa sinh trưởng ở trong sa mạc cũng chính là vì như vậy ba năm trước một cây đại thực yêu hoa im hơi lặng tiếng bước vào bỉ ngạn cảnh không ngừng lớn mạnh trong bỉ ngạn cuối cùng dung hợp một món tín vật bỉ ngạn thập ngũ trọng thiên trở thành vua của đại thực yêu hoa la chính cũng đã hiểu ra thì ra là như vậy thu hàn yên vui vẻ nói ngươi không biết cái gì hết xem ra không phải là người của thế giới mẹ rồi la chính giật mình nói a thế nhưng thu hàn yên đã ngăn cản la chính không cần phải giải thích ngươi nói là thật hay giả cũng không thể phân biệt ta cũng không quan tâm la chính cũng đồng ý được thôi sau đó lại hỏi vua của đại thực yêu hoa sẽ không công kích chúng ta đấy chứ thu hàn yên trả lời nó có thể xưng vương xưng bá ở đây nhưng không dám chơi chọc phi thuyền bay qua nếu nó thực sự chơi chọc đạo kiếm cung chúng ta và những đội buôn có bối cảnh thâm sâu này thì sẽ chỉ chúc lấy tai ương về mình mà thôi. Ta đã nói rồi, nó không ngu ngốc. La chính lại nghĩ, tình hình của thế giới mẹ còn phức tạp hơn trong tưởng tượng. Không biết tà thần bây giờ thế nào rồi, đã rời khỏi sa mạc hay chưa, chuyển cảnh, sa mạc hạn hòa. Tà thần vẫn đang bay trên cát nóng, hán than thở. Bay lâu như vậy, vẫn đang còn ở trong sa mạc. Đúng là khiến người khác thấy phiền phức thật. Đột nhiên có người lên tiếng gọi, vị bằng hữu này, ngươi có thể đưa ta đi tới thiên dung thành không? Vị bằng hữu này, cứu ta, ta đã không còn hơi sức nữa rồi nói rồi một tên lóc ngóp bỏ tới tà thần ngoác miệng ra cười thú vị đấy thì ra con người ở thế giới bên ngoài cũng chẳng có gì khác biệt vẫn chỉ biết lừa người thế là tà thần tóm lấy cổ tên kia làm cho hắn hoảng hồn hỏi ngươi muốn làm cái gì tà thần cười khinh bỉ nói nhưng mà thủ đoạn của ngươi quá vụng về nói xong trên tay đã phát ra những đốm sáng màu đen tà thần hỏi tên kia chưa bất minh chi hỏa này là thần thông ngoại đạo mà ta nghiên cứu ra ngọn lửa này không có hình dạng chỉ có nhiệt độ nóng bức cảm giác thế nào nhưng mà không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng hét thảm thiết vang lên a a a sau đó tên này biến thành bộ xương khô lúc này trên cát lại có mấy tên lặn cát bơi tới tất cả đều nhắm về phía tà thần hằn hư lạnh hư lại đến nữa rồi thế là lại chụp tay su ong đòi cát những tiếng bùm bùm vang lên bọn bên dưới la hét thảm thiết a a a a nóng quá đây là cái gì đứa nào đứa nấy ngoi lên rồi chết cả đám tà thần khinh bỉ nói tốt xấu gì các ngươi cũng là thượng vị chân thần chỉ có chút thực lực này thôi sao còn có một tên sống sót Thế thì để ta xem thử, trong ký ức của ngươi có gì để ta dùng được không? Sau đó hắn tóm lấy tên kia thi triển siêu hồn. Ta thân cảm thán, lại là đại thực yêu hoa, thân là con người mà sao có thể cúi đầu trước vài cọng cỏ chứ? Hừ, sau này thực lực của ta mạnh hơn rồi, ta sẽ san bằng từng cây hoa ăn thịt người ấy. Đột nhiên hắn thấy gì đó, hừm, đây là chân ý của đạo, bỉ ngạn Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!